Thưa quý vị, những năm gần đây thì do là người dùng có thể thoải mái lập tài khoản mà không cần định danh nên các tính năng của mạng xã hội đã bị nhiều người lạm dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Có thể thấy rằng là hơn 80% các tài khoản ảo trên mạng xã hội hiện nay thì được tạo ra để phục vụ cho các mục đích như là quảng cáo kiếm tiền, còn lại thì phục vụ cho các mục đích không chính đáng khác. Và trong một không gian mở với những cá nhân mà núp bóng một tài khoản mơ hồ, nếu như không được định danh, người ta có thể vô tư đưa các thông tin tiêu cực hay thậm chí là các hội nhóm này chia sẻ thông tin bôi nhọ cá nhân tổ chức khác mà không quan tâm đến hậu quả do mình gây ra, thì thậm chí là cả các hành vi lừa đảo nữa. Chính vì như vậy, việc yêu cầu định danh tài khoản mạng xã hội là việc làm hành động cần thiết nhằm tạo sự trong sạch, minh bạch cho không gian mạng. Mới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết dự kiến cuối năm 2023 sẽ có nghị định mới yêu cầu chủ tài khoản mạng xã hội phải thực hiện định danh. Đây được cho là biện pháp đủ mạnh để kịp thời xử lý những hệ lụy phát sinh trên môi trường mạng. Và trước hết xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một clip dưới đây để thấy rõ hơn là nếu như không định danh tài khoản mạng xã hội thì những rắc rối nào có thể xảy ra với bất cứ ai hoặc với chính chúng ta. Không ít trường hợp, từ người dân cho tới những người nổi tiếng, các cơ quan tổ chức uy tín đã phải lên tiếng kêu cứu, đính chính vì bị giả mạo trang cá nhân đi lừa đảo hay lấy tên tuổi của họ kinh doanh, bán hàng, kêu gọi từ thiện. Việc dễ dàng lập ra các nick ảo, ẩn danh không cần xác minh thông tin người dùng đã tạo nên nhiều hệ lụy gây ảnh hưởng không nhỏ tới một bộ phận xã hội. Như trường hợp anh Nguyễn Đức Quý, quận Nam Từ Liêm, nạn nhân của vụ việc bị bôi nhọ công kích trên mạng xã hội bằng hàng trăm nick ảo mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ một hiểu lầm nhỏ. Cái câu chuyện nó bắt đầu lên cao trào khi mà có hàng loạt các cái nick ảo đưa những cái hình ảnh của tôi lên trên các trang mạng xã hội, các cái fanpage, các cái nhóm. Không chỉ là nói về một mình bản thân tôi mà nói cả xúc phạm đến cả gia đình. Cái sự việc của tôi chỉ dừng lại khi mà tôi đã sao kê được tài khoản ngân hàng để chứng minh cái sự việc là mình trong sạch và có đơn gửi các cơ quan chức năng, thì lúc đó thì sự việc mới dừng lại. Mạng xã hội và người sử dụng mạng xã hội trở thành xu thế thời thượng trong việc cung cấp thông tin, thu hút người xem, thể hiện sức hút cá nhân, quyền lực nhóm, diễn đàn mạng. Bất chấp những thông tin đó là sai sự thật hay được tung ra chỉ để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của người khác. Điều đáng nói là quản trị viên của rất nhiều hội nhóm đó hầu hết đều là các nick ảo, thậm chí có khi là của cùng một người lập ra. Mạng xã hội là ảo, nhưng rất nhiều các vấn đề bất cập, những hệ lụy nó mang lại là thật, đã và đang xảy ra từng giờ, từng ngày. Khi các cái thương mại điện tử, rồi các cái việc chuyển khoản qua ngân hàng, bán hàng online nó thuận tiện hơn thì những cái người có âm mưu phạm tội chẳng hạn, họ rất là dễ dàng khởi tạo ra những cái tài khoản mua bán hàng, mình gọi là làm đơn giả, xong lại cho những cái tài khoản giả khác vào tỏ vẻ ủng hộ và để cho những cái người mà có tài khoản thật đi vào đó mua hàng, đặt cọc và họ sẽ khóa. Thế là thôi coi là mất tiền, chưa kể là những cái việc mà nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia ở trong những cái thông tin nó không đúng. Truyền thông, mạng xã hội đang phát triển trở thành một thứ quyền lực mềm, một sức mạnh đặc biệt trong hệ thống truyền thông và sự phát triển của xã hội. Nhưng cũng từ thực tế cho thấy sự hỗn loạn, sự thiếu kiểm soát các thông tin mạng xã hội không có độ tin cậy, lưu hành, tự do và rộng rãi gây nên rất nhiều hệ lụy xấu. Đó là một thực trạng cần được quản lý cấp bách. Vâng, nếu như xét ở góc độ kỹ thuật thì việc cho phép ẩn danh hay là bảo mật thông tin cá nhân thì đang được các nhà cung cấp dịch vụ cũng như là các cái nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok coi nhẹ vấn đề này, đúng không? Dạ vâng, để dẫn tới điều này thì có thể là do quy định luật pháp hoặc là quan điểm của người dân ở mỗi quốc gia đó là khác nhau, thưa quý vị. Thế tuy nhiên, việc kẻ xấu lợi dụng để khai thác các lỗ hổng này để chiếm đoạt tài khoản hoặc là mạo danh để lừa đảo thì đang là một vấn đề hiện hữu và có chiều hướng là gia tăng trong thời gian vừa qua. Theo chia sẻ của chuyên viên cao cấp về an toàn thông tin thuộc một công ty công nghệ giải pháp quốc tế, thì đơn cử như Telegram nổi tiếng là một ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao hơn so với các ứng dụng khác. Tuy nhiên, việc mã hóa trong nội dung chat chỉ được thực hiện giữa người dùng đầu cuối và server máy chủ, chứ không phải giữa các máy cá nhân đầu cuối với nhau. Điều này đồng nghĩa với việc các cuộc trò chuyện của người dùng vẫn có thể bị rò rỉ ra ngoài. Trong tháng 4 vừa rồi, thì các hãng công nghệ, các hãng bảo mật lớn cũng cho biết rằng là
những kẻ lừa đảo đã sử dụng cái bot Telegram để mà tiến hành hàng loạt các cái vụ tấn công, trong đó các cái vụ lừa đảo, trong đó có những chúng sử dụng các trang web hoặc là các cái dịch vụ để mà thu thập thông tin của người dùng một cách bất hợp pháp. Có hai cái hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là hình thức kêu gọi đầu tư và hình thức xây dựng các cái nhóm cộng đồng. Cũng theo chia sẻ của chuyên gia công nghệ thuộc Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia của Cục An toàn Thông tin, việc thu thập thông tin cá nhân trên mạng xã hội, trên các app hay ứng dụng OTT chỉ là bước đầu. Sau đó, kẻ xấu sẽ tiến hành các bước tiếp theo cho việc lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài chính. Do đó, người dùng khi tham gia môi trường mạng thì cần tự bảo vệ và trang bị cho mình những kiến thức về an toàn thông tin. Hầu hết các hình thức lừa đảo trực tuyến hiện nay thì đều có cái mục đích cuối cùng là đánh vào tài chính. Tại vì cái tài chính thì nó mới đem lại cái lợi ích cho cái kẻ tấn công, đúng không ạ? Thì tất cả những cái biện pháp thu thập thông tin hay là lừa đảo để lấy thông tin thì đều chỉ là một bước đệm cho cái việc mà cuối cùng là lừa đảo để chiếm được tài sản của người dùng. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh hai việc là các cái công ty mà cung cấp các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là công ty nước ngoài xuyên biên giới vào Việt Nam, đến Việt Nam thu tiền, hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh thì phải có trách nhiệm đối với cái việc là bảo vệ người dùng, người dân Việt Nam và chống những cái tác hại đến cộng đồng, đến người dân của Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam. Bên cạnh chia sẻ của các chuyên gia, không chỉ các cơ quan chức năng nhà nước mà các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, kể cả trong nước hay nước ngoài, và cả người dân nên cùng có trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Vâng, việc định danh mạng xã hội, tài khoản mạng xã hội là điều cần thiết giúp hạn chế fake news. Và đặc biệt, chủ tài khoản sẽ phải có trách nhiệm hơn với phát ngôn của mình trên mạng xã hội. Bằng không thì dễ dàng cơ quan chức năng sẽ xác định được danh tính này và xử phạt với đối tượng đó. Vì vậy, việc định danh tài khoản sẽ hạn chế được tối đa tình trạng lừa đảo hoặc là tin rác, thưa quý vị. Vâng, theo các cơ quan chức năng thì quá trình xử lý các vi phạm phát sinh trên mạng xã hội là không hề đơn giản và cần có sự phối hợp của rất là nhiều ngành chuyên môn. Vì vậy, định danh tài khoản trên mạng xã hội cần phải được thực hiện sớm. Việc định danh tài khoản mạng xã hội là vô cùng cần thiết nhằm kiểm soát tốt nhất nguồn phát tán tin xấu độc hoặc lừa đảo. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng là trong cái thời đại công nghệ thông tin hiện nay ấy, cái việc sử dụng nền tảng số và các cái công nghệ mạng xã hội tại là nó đang rất phổ biến. Thế tuy nhiên là đi kèm với nó thì những cái tiêu cực nó xuất hiện rất là nhiều khi mà người dùng thường xuyên là gặp những cái tình huống mà lừa đảo thông qua các cái tài khoản mạng xã hội, thông qua các cái thông tin mà mạng xã hội trên cái mạng xã hội đó mà mình truyền tải. Tức là những cái thông tin mà họ đăng tải trên mạng xã hội đôi khi là cũng bị lấy cắp rồi sau đó là bị lợi dụng bởi những cái tài khoản mạng xã hội ảo khác để lừa đảo. Mặc dù là cần thiết, tuy nhiên theo các chuyên gia cho rằng việc này vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, đặc biệt là về vấn đề pháp lý. Về mặt pháp lý thì cái việc mà chúng ta có thể can thiệp được vào cái dữ liệu của các cái nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới này là cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vì bản thân như cái việc mà chúng ta chỉ cần yêu cầu các cái nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới khi kinh doanh ở Việt Nam thì cần phải đặt máy chủ dữ liệu chứa dữ liệu của người dùng Việt Nam tại Việt Nam cũng đã gặp khó khăn, mặc dù luật an ninh mạng thì bắt đầu từ thực thi từ mùng 1/1/2019, nhưng đến nay thì với cái yêu cầu đó thì cũng là vẫn còn khó khăn đối với các cái doanh nghiệp mà số mà họ kinh doanh tại Việt Nam. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng bằng việc chuẩn hóa SIM thì trong tương lai việc đăng ký các tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại cũng là cách thức để hạn chế được những tài khoản cung cấp thông tin xấu độc, không đúng đắn hay hành vi lừa đảo trên mạng xã hội. Nhưng trên hết vẫn là từ nhận thức của người dùng mạng xã hội. Đối với cái việc này thì chúng ta cần phải có những cái phương án rất là cụ thể, cũng như là cần phải đào tạo tuyên truyền cho chính cái người dân để họ hiểu và họ nắm được các cái thông tin cụ thể, họ cũng nắm được các cái cách để có thể định danh được một cách chính xác nhất. Tại vì rất có thể là sẽ có rất nhiều những cái trường hợp là định danh nhưng mà sẽ lừa đảo theo cái dạng định danh thì nó sẽ phát sinh ra những cái dịch vụ như thế. Thế cho nên là chúng ta cần phải có một cái sự tuyên truyền đồng nhất đối với cả tất cả những người dùng để đảm bảo cái việc đấy là nó được hoạt động một cách và trơn tru và minh bạch.
Vâng, rõ ràng thì mạng xã hội ra đời đã góp phần rất lớn trong việc kết nối và chia sẻ với cộng đồng. Tuy nhiên khi mà mặt trái của nó đang có chiều hướng gia tăng như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cần thêm các công cụ để điều chỉnh. Xung quanh vấn đề này thì phóng viên của Hà Nội 18 giờ đã ghi nhận một số ý kiến của người dùng và các chuyên gia liên quan đến việc định danh tài khoản mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cậu ơi, người này vừa add Facebook tới này nhưng mà chẳng có avatar hay là thông tin gì cả. Ê, cẩn thận đấy, rồi nhiều vụ lừa đảo lắm đấy, không biết như nào đâu. Cái chính sách hoặc những cái định danh cho tài khoản của mình thì mình nên có trách nhiệm tham gia để thứ nhất là bảo vệ tài khoản của mình cũng như là những cái thông tin. Cái việc định danh thì nó rất là quan trọng. Thì cái việc định danh sẽ giúp cho những cái người dùng ở trên mạng, các tài khoản mạng xã hội sẽ biết được là cái người mà mình đang nhắn tin hay là có phải đúng là người thân của mình hoặc là bạn của mình hay không. Nếu mà có định danh mạng xã hội ấy, thì bọn mình sẽ có được cũng như là một cái giải pháp rất là tốt, là hoàn thiện để cho mọi người có thể mà tin vào nhau hơn. Nhưng mà dù ban trên mạng xã hội nhưng mà vẫn xem như một thế giới thực. Việc định danh mạng xã hội là thực sự cần thiết đối với mọi người và nó sẽ giúp bảo vệ mọi người khỏi những vụ lừa đảo. Và em rất là hưởng ứng việc định danh mạng xã hội ạ. Theo bà, việc triển khai định danh tài khoản trên mạng xã hội có dễ triển khai hay không? Và vì sao việc này lại khó kiểm soát như vậy ạ? Khó khăn thì chắc là cũng cái này thì được sự ủng hộ thì nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên là nhiều nhưng không phải là tất cả. Khó khăn có hay không? Có. Có khó khăn là bởi vì sao có những cái mạng xã hội mà không phải người Việt Nam mình quản lý. Ví dụ như Facebook chẳng hạn hay TikTok chẳng hạn. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà chúng ta lại nói rằng là khi mà hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì phải là phải định danh theo cái quy định luật pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên là vẫn có những cái trường hợp người ta ẩn nick. Ví dụ như là trong lĩnh vực mà nhu cầu và người ta muốn trao đổi về cái tâm tư nguyện vọng, nhất là trong cái tham vấn cá nhân. Bằng cái việc mà ẩn danh đấy thì lại giúp cho họ cảm thấy thoải mái chia sẻ hơn. Với vai trò là chuyên gia xã hội, bà có thể đưa ra một số giải pháp để tiến tới việc định danh tài khoản mạng xã hội như một chiếc căn cước công dân trên thế giới phẳng được không ạ? Đầu tiên nó làm phải làm công tác tuyên truyền hay truyền thông thôi. Truyền thông thì có nhiều cái cách để truyền thông đại chúng là có. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng có một cái nó là mạng lưới truyền thông ở trong trường học đối với cái nhóm đối tượng ở trong học sinh, sinh viên. Thứ hai là trong các cơ quan công sở đối với những người đi làm và truyền thông đối với toàn dân để người ta nhận thấy được cái lợi ích của cái việc mà định danh cá nhân. Định danh các tài khoản xã hội mà giống như là một cái căn cước công dân ấy thì tuyệt vời quá. Có cái căn cước công dân giống như là một cái người ta tham gia tất cả các hoạt động xã hội thì cái việc mà chính danh đó trên mạng xã hội tuyệt vời quá, khi mà có hơn 70 triệu cái thông tin mà đã được định danh. Như vậy người với người tin nhau như thế thì một xã hội được quá tuyệt vời. Cảm ơn những chia sẻ của bà. Và có thể thấy là qua những cái thông tin và cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh các giải pháp quy định cả về kỹ thuật lẫn pháp lý cần phải chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vi phạm trên không gian mạng, thì ngay lúc này đây thì việc xây dựng ý thức của chính người dùng cũng đóng góp những phần một phần vô cùng quan trọng trong việc là xây dựng không gian mạng xã hội thật an toàn và văn minh. Vâng, thưa quý vị, môi trường ảo nhưng mà trách nhiệm là thật, và đã đến lúc chúng ta nên tư duy rằng là có một nhân cách và danh tính thật sự của chính tài khoản mạng xã hội của chúng ta đang sử dụng. Bởi những hành vi và lời nói, cho dù vô tình hay vì mục đích nào trên cộng đồng mạng, thì sẽ gắn với trách nhiệm của mỗi chúng ta.